chào quý thính giả. Đây là Phụng Hoàng tự tin bình minh. Phụng Hoàng xin chào đón một ngày an lành. Sau đây là tin tức trong tuần. 1. Thêm nhiều người đấu tranh bị hành hung. Ông Huỳnh Anh Tú và bà Phạm Thanh Nghiên đã bị một nhóm công an chìm trận đánh thô bạo sau khi đến thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng vào chiều hôm qua. Khi vừa mở cửa xe taxi, ông Huỳnh Anh Tú bị một kẻ to con lao đến, dùng gậy giáng xuống đầu, nhưng may mắn ông Tú tránh được, chỉ bị sượt qua đầu. Tên côn đồ sau đó chạy sang bên kia đường, phóng lên xe của một đồng lõa đang chờ sẵn để tẩu thoát. Cần nhắc lại là ông Tú và bà Nghiên là hai khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng ở Việt Nam từ mấy năm qua. Cả hai đều từng bị Bảo quyền Việt Nam bỏ tù. Vào ngày 8 tháng 2 vừa qua, ông Huỳnh Kim Sơn, thân phụ của ông Tú, đột ngột từ trần tại Mã Lai và gia đình đã bị Hà Nội làm khó dễ trong việc đưa tro cốt của ông Sơn về nước. Việc chẩn đánh hai vợ chồng bà Nghiên diễn ra chỉ một ngày sau khi mục sư Nguyễn Trung Tôn và anh Nguyễn Viết Tứ bị công an bắt cóc, dẫn vào bìa rừng Hương Khê ở Hà Tĩnh và đánh đập tàn nhẫn từ 9 giờ tối thứ hai cho đến 2 giờ sáng thứ ba. Mục sư Tôn cho biết là vụ bắt cóc diễn ra khi ông và hai người bạn đi đến ngã tư Ba Đồn gần giáo xứ Cồn Sẻ. Ông và anh Tứ bị bọn chúng trùm bao vào đầu, lôi lên xe van 7 chỗ, rồi đưa đến một bìa rừng Hương Khê. Sau khi bị đánh đập, thương tích đầy mình, cả hai còn bị lũ man rợ lột sạch quần áo, đồng hồ, điện thoại và tiền bạc trên người. Mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết thêm là trong thời gian gần đây, mật vụ và an ninh tỉnh Thanh Hóa liên tục sách nhiễu và khủng bố gia đình ông. 2. Bạo loạn tại cơ xưởng Samsung ở Bắc Ninh. Gần 2.000 công nhân tại cơ xưởng Samsung ở Bắc Ninh đã giao chiến với lực lượng bảo vệ và đập phá một số máy móc vào chiều hôm qua, thứ Ba, 28 tháng 2. Theo một số nguồn tin, thì vụ bạo loạn diễn ra khi một công nhân thuộc nhà thầu xây dựng bị một nhóm bảo vệ hành hung trước sự chứng kiến của các công nhân trong lúc giao ca. Không dằn được sự bất bình, các công nhân đã lao vào can thiệp, dẫn đến một sự ẩu đả khiến một người bị thương, phải đưa vào bệnh viện cứu chữa. Lực lượng công an Bắc Ninh được gấp rút điều động đến để trấn áp, nhưng các máy kiểm soát an ninh ở cổng công ty đã bị đập phá. Ban giám đốc nhà máy Samsung lên tiếng khẳng định là vụ bạo loạn là do sự xô xát giữa công nhân xây dựng và lực lượng bảo vệ nhà máy, chứ không phải là cuộc đấu tranh đòi quyền lợi của công nhân. 3. Đoàn Thị Hương bị đưa ra tòa xét xử về tội giết người. Tòa án Mã Lai vào hôm nay đã mở phiên xét xử cô Đoàn Thị Hương và một phụ nữ Indonesia đã dính líu đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam ở phi trường Kuala Lumpur vào 2 tuần trước. Nếu bị kết tội, cả hai có thể lãnh bản án tử hình. Theo cáo buộc thì cô Hương và cô Siti Asia là hai phụ nữ đã chụp một tấm vải tẩm chất độc VX lên mặt ông Kim Jong Nam, người anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Các máy an ninh ở phi trường đã thu được toàn bộ vụ ám sát, giúp cho cảnh sát Mã Lai bắt giữ được 4 người ngay sau đó. Trong lời khai với giới chức Mã Lai, hai phụ nữ đều nói rằng họ được trả tiền để thực hiện trò đùa vô hại của một đài truyền hình. Cần nói thêm là hơn 1 tuần sau khi cô Hương bị bắt, nhà cầm quyền Hà Nội mới xác nhận cô Hương là một công dân Việt Nam, trong khi gia đình cô ở Nam Định đã xác nhận cô Hương là thân nhân của mình, ngay sau khi hình ảnh của cô được loan tải trên các hệ thống truyền thông. 4. Quốc vương và hoàng hậu Nhật Bản đặt chân đến Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử hai nước, một vị vua Nhật đã sang thăm Việt Nam chỉ với mục đích xã giao và tìm hiểu thêm về lịch sử của nước Việt. Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi, và hoàng hậu Michiko đã đặt chân đến Hà Nội vào hôm qua.
Ngoài việc gặp gỡ giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam, hai vợ chồng cũng sẽ gặp gỡ thân nhân của 700 chiến binh Nhật đã định cư tại Việt Nam sau đệ nhị thế chiến. Vào ngày mai, cả hai sẽ vào cố đô Huế để thăm viếng các hoàng cung và lăng tẩm của các vị vua nhà Nguyễn. Đó là những tin đáng chú ý trong tuần. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả Tin Bình Minh vào tuần sau. Phụng Hoàng hy vọng một tuần thật đẹp sẽ đến với quý vị.